Chào mừng các bạn đến với khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm nó nằm ngay trên con đường đèo Bờ Ren, tức là cách khoảng chừng thác La Tân La khoảng chừng 500 m và cách thành phố Đà Lạt khoảng 4 cây số. Đấy, nếu mà chúng ta đi theo đường đèo Bờ Ren, thì cách thành phố Đà Lạt khoảng chừng 4 cây số. Rồi bây giờ nếu từ ở dưới Sài Gòn đi lên thì chúng ta rẽ tay trái là vào khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Thì trong khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm này thì chúng ta thấy sẽ có rất nhiều dịch vụ để chúng ta tham quan. Và đặc biệt trong khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm này có một cái thiền viện Trúc Lâm rất là nổi tiếng và nằm ở trên một ngọn đồi. Thì chúng ta sẽ khám phá cái thiền viện Trúc Lâm sau. Bây giờ chúng ta vào trong này để chúng ta tham quan cái khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Thì Hồ Tuyền Lâm này nó rất là rộng và rất là đẹp. Chút nữa chúng ta sẽ khám phá cái khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm thử như thế nào. Bây giờ mời các bạn cùng chúng ta, cùng tôi đi vào để tham quan. Cái đường đi vào Hồ Tuyền Lâm được đặt tên là đường Trúc Lâm Yên Tử. Đây, bây giờ chúng ta bắt đầu từ ngay đèo Bren. Chúng ta đi theo đường Trúc Lâm Yên Tử để đi vào khu du lịch. Đây là con đường Trúc Lâm Yên Tử. Này, chúng ta sổ dốc xuống là đi vào đường Trúc Lâm Yên Tử, đi vào đèo Bren. Hai bên đường người ta trồng cây bạch đàn và những cái thông non. Và hai làn đường, một làn xuống và một làn lên. Phân chia ranh giới giữa hai làn đường là những cái tùng được mới trồng sau khi mà làm đường. Ở trước mặt là một khu rừng thông ba lá. Thông đặc biệt của Đà Lạt là thông ba lá. Ở ngoài Huế cũng có thông nhưng mà thông hai lá, còn Đà Lạt là thông ba lá. Đây là con đường xuống dốc từ ngoài cổng của khu du lịch Tuyền Lâm. Thì đi vào đây, chúng ta xuống cái đường Trúc Lâm Yên Tử này thì sẽ vào tới khu du lịch cách khoảng chừng hơn một cây số. Là chúng ta tới đầu chân của cái hồ được đắp một cái đập lại ngày xưa. Đây chỉ là một con rạch hơi lớn, sau này thì người ta mới cho đắp lại thành một con đập để mà giữ nước và phân phối nước cho khu vực nông nghiệp của Đức Trọng, đó là dẫn nước xuống khu vực ở giữa Đức Trọng. Trên này là có những cây cỏ hồng nè, đồi cỏ hồng này. Đó, đồi cỏ hồng của Đà Lạt đây. Cỏ hồng thì không ai trồng hết mà nó tự mọc hoang, mà nó mọc nhanh lắm, nó như là những cây sậy á mà, nên mà nó mọc rất là nhiều hai bên đường và nguyên một cái đồi cỏ hồng luôn. Thì đây là con đường đi vào Trúc Hồ Tuyền Lâm. Thì chúng ta đã tới được gần tới chân của đập rồi. Thì bây giờ người ta mới mở thêm một con đường là đường Trúc Lâm Yên Tử mà chi nhánh á, là ở bên kia, là nó đi xuống xuống dưới đèo Bren thì thêm một con đường nữa. Bây giờ trong này người ta mở rộng, rất là rộng đường xã. Tới đây là tới một đoạn nữa, chúng ta sẽ tới cái chân của đập. Anh chạy xe nên quay là hơi rung lắc, mong các bạn thông cảm nha. Con đường rất là đẹp, đi vào hai bên đường đều có trồng cây xanh, và đường do đường mới làm nên cái mặt đường nó cũng rất là láng. Trong này người ta bán rất nhiều đặc sản của Đà Lạt như dâu và
tới đây thì chúng ta có hai con đường, một con đường đi lên suối Mơ, vườn Địa Đàng đó, và trong này có những cái vườn dâu. Chúng ta đang đi vào cổng chính, vào đường chính, vào trong này tham quan trong hồ Tuyền Lâm thì không tốn tiền. À, trong này có một cái resort của Sam, và vào 12 km là đến một làng đất sét Vui Mơ, vườn Địa Đàng rất nhiều. Tức là trong này người ta khai thác cái du lịch rất là nhiều. Đây là dưới chân đập này, ta đang lên dốc để lên trên đập, trên cái hồ Tuyền Lâm này rất là rộng và nước rất là trong. Được trong này được nhà nước quy hoạch là khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, chứ không phải là khu du lịch của tỉnh nữa. Rồi lên này nó có một con đường được đặt tên là con đường hoa phượng tím. Con đường hoa phượng tím, một loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Đây, chúng ta đã tới ngay đầu cái đập. Ở trước mắt chúng ta là hồ Tuyền Lâm. Giờ chúng ta đã đến đập và chúng ta đứng trước cái hồ Tuyền Lâm này. Xa xa thấy một con thuyền độc mộc đang chạy ở trên hồ Tuyền Lâm. Thì diện tích cái hồ Tuyền Lâm này tới hơn 32.000 km2. Và cái dung tích nước của nó là cả hơn 1 triệu khối nước để cung cấp nước cho 2.400 hectare rau trồng của khu vực dưới Đức Trọng, và điều tiết được cái lượng nước ở khu vực Đức Trọng. Ở dưới khu vực Đức Trọng nó có một cái hồ gọi là hồ đập chứa nước á, hồ của Lê Thứ. Trước mặt chúng ta là một cái trạm máy bơm nước, trạm xả nước của hồ để người ta canh, ví dụ như mực nước mà nó cao quá thì người ta xả bớt, hoặc là người ta điều tiết cái lượng nước của trong cái lòng hồ. Đây là cái cầu đi ra ngoài ngay chỗ cái đập và cái nhà mà điều tiết nước. Còn xa xa là hồ Tuyền Lâm. Chúng ta nhìn thấy xung quanh hồ Tuyền Lâm là núi và rừng. Xung quanh và hồ Tuyền Lâm là tất cả đều là núi rừng. Bây giờ chúng ta đứng xa xa chúng ta nhìn như vậy, nhưng thực tế trong tất cả các cái rừng nằm chìm sâu trong những cái rừng thông đó là những khu resort. Những khu resort rất là lớn, rất là to. Và trên đây là quầy bán vé của dịch vụ du thuyền của hồ Tuyền Lâm. Nếu mà chúng ta tham quan bằng du thuyền thì đi du ngoạn quanh hồ Tuyền Lâm bằng thuyền trong vòng 30 phút, tham quan nghỉ ngơi tại khu trại ngoại, tham quan đường hầm điêu khắc Lavender, Đà Lạt Wonder, và có phụ thu ở phía vào cổng. Thì giá dịch vụ du thuyền là từ 1 đến 15 khách là 1 triệu 9, từ 16 đến 23 khách là 2 triệu 4, từ 24 đến 30 khách là 3 triệu, đó là du thuyền. Còn nếu mà chúng ta tham quan bằng thuyền cũng 30 phút thì cũng tham quan nghỉ ngơi tại khu dạ ngoại, cũng tham quan đường hầm điêu khắc Lavender, Đà Lạt Wonder cũng như bên du thuyền, và giá vé là 1 đến 2 khách là 400 ngàn, 3 đến 5 khách là 500 ngàn, từ 6 đến 8 khách là 600 ngàn, và từ 9 đến 11 khách là 800 ngàn. Đó là giá vé tham quan du thuyền và băng thuyền của hồ Tuyền Lâm. Những con thuyền này là cái thuyền nhỏ, thì cái giá của nó thấp, giống như hồi nãy tôi mới giới thiệu xong, để đưa khách đi du lịch xung quanh hồ Tuyền Lâm, đi vào trong những cái khu resort tham quan. Đây là mặt nước hồ Tuyền Lâm vào lúc 4 giờ chiều ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ Việt Nam. Còn phía bên ngoài đập thì chúng ta thấy cũng có những con thiên nga, tức là những con đập vịt đó, đập vịt trời đó, đập vịt, cũng có dịch vụ đập vịt. Còn đây là những cái thuyền mà đang chờ để đón khách. Sau khi đi một vòng thì người ta sẽ quay về đây. Và chúng ta lại thấy một cái thuyền lớn.
là du thuyền đang xuất bến. Đây, chiếc du thuyền này thì chở lượng khách nhiều hơn. Đây, chiếc du thuyền đang xuất bến từ ngay bến của Hồ Tuyền Lâm và đang chở khách đi tham quan trong Hồ Tuyền Lâm và đi vào những cái khu resort để tham quan. Vào những cái khu resort thì người ta phụ thu phí nha, phụ thu phí. Nếu chúng ta đi đông người, chúng ta đi những cái du thuyền này cũng hợp lý lắm. Và giá cả thì đã niêm yết sẵn hết rồi. Chiếc du thuyền người ta sẽ đi vòng quanh của Hồ Tuyền Lâm, vòng quanh từ đầu cái đập cho đến vào trong tầng cùng của cái đập. Nhìn cái mặt nước Hồ Tuyền Lâm nó rất là phẳng lặng, nên chúng ta ngồi đó chúng ta không an tâm, không có bị sóng đập gì hết. Còn xa xa ở trong cái núi kia là hai khách sạn ở trong, nằm trong trong rừng thông luôn nha. Là người ta làm những cái khách sạn, nhưng theo quy định của nhà nước, những khách sạn nào mà phá vỡ cái cảnh quan, tức là phá vỡ những cái cây cối xung quanh á, thì người ta cũng không có cho làm. Người ta chỉ làm là những cái tòa nhà nằm ẩn mình trong rừng thông, để khi nhìn từ xa vào chúng ta vẫn thấy một rừng thông, chứ không có thấy là cái rừng cây, chứ không phải là thấy những cái nhà tòa nhà trọc trời mọc lên. Nó phá vỡ cái cảnh quan thiên nhiên. Nếu chúng ta làm những cái khu resort như thế này thì không được vượt quá tầm cao của cây thông. Đó là quy định chung, không được vượt quá tầm cao của những cây thông. Đó, những cái resort đó là nhìn ra mặt hồ. Và những cái tòa nhà hay là khu du lịch Sam kia cũng vậy, chúng ta nhìn thấy một rừng thông bát ngát, chứ không thể nào thấy được những căn nhà trong đó. Khi chúng ta đi vào trong đó chúng ta ở thì chúng ta mới cảm nhận được là nó, cái nhà nó hài hòa với thiên nhiên như thế nào. Và trong này á, vì là khu du lịch quốc gia, chứ không phải là khu du lịch của tỉnh Lâm Đồng nữa, mà khu du lịch quốc gia. Do vậy rất rất là nhiều nhà đầu tư họ đã vào khu du lịch Tuyền Lâm này để khai thác những cái quả đồi nằm ở trong khu du lịch này, làm nên những resort và những khách sạn, hay là những, ví dụ như trong này có những cái hầm đất sét, thì tất cả những cái đó đều được khai thác do những công ty du lịch lớn của Việt Nam mình, hay là do những tập đoàn họ lên đây họ đầu tư họ khai thác. Thì nhưng với một tiêu chí là không được phá vỡ cảnh quan của hồ, và tất cả không được vượt qua khỏi cây thông. Đấy, đó là tiêu chí của cái khu du lịch này. Như vậy chúng ta nhìn cái mặt hồ này, bây giờ rất chiều này thì mặt hồ nó cũng là rất là trong vắt thôi, vì nó không bị nước thải của khu dân cư, mà nó chỉ nước từ ở trong những cái quả núi, những cái quả đồi nó chảy ra. Do vậy nước như này cũng rất là lạnh, ít con người dám xuống đây tắm lắm. Đó, xa xa chúng ta thấy một con vịt và một chiếc thuyền độc mộc nhẹ nhẹ. Đấy, thì hôm nay tôi giới thiệu sơ qua cho các bạn về khu du lịch Tuyền Lâm. Nếu các bạn nào muốn tham quan khu du lịch Tuyền Lâm và muốn ở lại trong những cái resort hay những khách sạn ở trong Hồ Tuyền Lâm, thì chúng ta vào trong trang web là khu du lịch resort Tuyền Lâm, thì chúng ta sẽ nắm tất cả các dịch vụ, giá cả từng nơi một trong đó. À, rồi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và mong rằng là các bạn có một kỳ nghỉ thật vui vẻ. Nếu chúng ta lên Đà Lạt để nghỉ dưỡng và một cách thanh tịnh nhất, thì nên vào những cái khu du lịch này ở. Tuy là hơi xa thành phố một chút, nhưng rất yên tĩnh và an ninh. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.